đâu. Bạn có muốn nằm nhà mà vẫn biết hết mọi thứ không nhỉ? Thế thì chỉ cần làm fan của chị Kính đố vui thôi. Hôm nay tự nhiên thấy yêu đời quá trời nên là chị Kính quyết định lên nhanh cho anh em quả video khám phá về idol top top nè. Tò mò quá rồi thì like video rồi vào việc thôi. Câu 1, đố bạn đây là idol nào? Không phải là anh Đạt Villa đâu mấy bé ơi, cũng là Đạt nhưng mà là Đỗ Đạt mới đúng nhé. Ai đúng thì nhớ like video để tôi còn biết nha. Vội vàng em đến để rồi đi, để làm chi, để rồi dẻo vẫn như trong lòng anh bao sầu bi khi biệt ly hàng bờ. Câu 2, thế còn đây là TikToker nào? Sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu nhất Việt Nam, cả làng Niềng Giang luôn á. Ngay cả bà cụ phến bán tạp hóa cũng có nụ cười sắt và pha lê cơ mà. Sống đến nay 90 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa được thử tắm cái vỏ hoa sen nó như thế nào cả. Ui, ôi là anh ông kia, ông già tôi bị thuốc sâu đây. Nước thế này thì đã vừa tắm chưa? Nước này bé lắm. Ôi trời ơi, nó phải tuyệt vời thế chứ. Quay vào tắm đi. Câu 13, vậy đây là giọng của idol nào? Cô chào cả lớp Linh nhé. Lớp Linh ổn định để chúng ta chuẩn bị vào bên mới nào. Tên là Khải Cà Khịa nhưng mà anh chẳng cà khịa bao giờ. Cơ mà hôm nọ đi Hạ Long có ai gặp anh Khải không nhỉ? Điểm danh xuống dưới nhé. Câu 4, trong 3 người ai có quê ở Hà Nam? Lên ở miền quê Phủ Lý, Hà Nam, Đỗ Đạt đã tận dụng luôn cái bối cảnh ở quê để quay dựng video triệu view triệu tim cơ đấy. Mặc váy vào đi, lát anh qua đón đi chơi. Câu 5, hôm vừa rồi ai đã đi đám cưới của gia đình mèo ú nhỉ? Dõi cái đám cưới chất nhất Nam Định này thì bạn sẽ biết rất nhiều TikToker nổi tiếng, nhưng nhìn đi nhìn lại thì chỉ thấy anh Khải Cà Khịa với anh Đỗ Đạt thôi. Sợi là anh Khải Cà Khịa chứ ai. Ông nhảy mà tôi thấy mê quá trời luôn á. Tôi là tôi mê nhất cái outfit Hồng Hài Nhi nha. Mặc dù theo học để trở thành kỹ sư tương lai nhưng mà anh chàng cũng luôn mang trong mình đam mê với diễn xuất và sáng tạo nội dung. Chính vì vậy, sau những miệt mài trên giảng đường, Đỗ Đạt đã đến với TikTok để tìm kiếm niềm vui cho bản thân và mọi người xung quanh đấy. Anh ơi, anh thử tán gái đi. Cái này mình chưa thử bao giờ, nhưng mà hôm nay mình sẽ thử nha.
Em gì ơi? Dạ. Anh yêu em. Em có yêu anh không? Thế thôi. Câu 8, Hải Cá Khịa hay Phạm Vinh là chủ nhân của series phim Tình Yêu Sóng Biển. Tất nhiên là anh Hải Cá Khịa rồi, nhân vật chị Liễu ấn tượng thế cơ mà. Giờ mà có phần 2 là chị Kính cày nguyên 7 ngày 7 đêm cho anh Khải luôn á. Chạy thôi. Câu 9. Vậy tập phim Tạp Hóa Chửi là của ai? Có ai nhớ nhân vật bà cụ phến như chị Kính không? Ông Vinh ổng theo nghề diễn là quá hợp lý luôn á. Tiền đâu? Cho cháu nó. Nó hả? Thôi để tao bà tao lấy đi tao ghi. Thôi nó. Chứ mày. Mày bảo anh thằng bố ơi, tao nợ đến gói này là gói thứ 50 rồi đấy, mày có biết không? Câu 10, ai đã lấy vợ nhỉ? Là trời, anh Đạt lấy vợ rồi kìa. Chẳng thấy ổng công khai yêu đương gì mà đúng cái là lấy vợ. Anh em có bất ngờ không? Câu 11, đây là Đỗ Đạt hay Phạm Vinh? Ông này cứ tạo hình giống nhau làm fan không có phân biệt được luôn á. Ôi trời. Cái gì đây? Ôi trời, cái gì đây? Và đi rửa bình thuốc sâu đi, cái thằng này nó ăn đúng đây rồi. Rõ ràng tôi thấy bà chị tôi cỏ xuống nước đấy nhá. Bà không phải chối. Có bà chối thì có cái bản mặt bà ấy. Bà cái gì cả. Tại bà đấy chứ bà không gì. Bà cỏ xuống nước đấy. Cái bản mặt bà ấy. Câu 12, được mời tham gia vai diễn Táo Quân năm vừa rồi nhỉ? U là trời, thế thì phải gọi tên anh Phạm Vinh rồi. Bà hàng xóm lên hẳn chương trình Táo Quân tiền truyện về vai diễn cực cuốn có tên Thơ Nụ, Thu Nợ, Đòi Nợ Thuê. Này, mày định kéo loa và cho tao hát kéo kéo à? À, em xin phép được tự giới thiệu, em là Phạm Văn Vinh, đến từ công ty rủi ro tài chính Thơ Nụ à. Áo mốt năm nay Thơ Lụ, ông đừng nói với tôi là tôi không biết đọc thơ ngược nhá. Thơ Lụ tức là thu lợ thì à. Câu 13, vậy anh Vinh trước đây có ước mơ làm nghề gì? Chủ thuyết đã chia sẻ rằng trước đây anh có ước mơ làm ca sĩ nhưng mà ông trời không độ nên quyết tâm thi vào sân khấu điện ảnh. Ông trời cũng không độ nốt, gia đình lại muốn anh làm kinh doanh nhưng với cái niềm đam mê vô tận, anh đã bén duyên với Top Top và trở thành hiện tượng của mạng xã hội đấy. Từ đứa lên mà thôi, trẻ nhảy đi nhưng đêm nâu vẫn nói buồn giúp anh giờ đây. Cô đơn mình anh ôm giấc mơ, nhìn đến bước ra đi xa dần. Ai là người yêu cũ của Trang My nhỉ? Kết thúc mối tình không ngắn cũng chẳng dài với ca sĩ Trang My, Khải Cá Khịa tiếp tục con đường sáng tạo nội dung trên Top Top. Mong rằng hai người tuy chia đôi ngả đường nhưng mà vẫn là bạn tốt của nhau nha. Yêu thương sâu cuối xin được là bầu trời em ơi. Yêu em không nghi ngờ cả gì tình chỉ cần thế thôi. Nhìn ngọn đèn mơ vội tắt, mưa đang rơi trong mắt anh thì hình bóng của
động lực để anh Khải Cạc Hiện đến với Hạ Long Đu Chen nhỉ? Chính là mấy bạn fan chứ ai, trong đó có mấy ông bà đang xem video của tôi đúng không? Ít có ác nha. Em yêu tên là Zach Birkin, em yêu tên kêu Richard Kelly, em yêu nghe nhạc hay là phải talking, em yêu thích cầm vô lăng của Rally. Câu 16, nhà ai đang xây biệt phủ nhỉ? Người đàn ông có gia đình, anh Đỗ Đạt. Cha cha, vừa có vợ đẹp lại có cả nhà lầu, thiếu mỗi cái xe hơi thôi anh Đạt ơi. Comment xuống dưới nhé. Là fan của ai đi chăng nữa thì cũng hết video mất rồi. Vẫn là câu nói cũ của chị Kính. Đăng ký kênh cho tôi đi. Bye bye.